Hello lại. Dạ ba, em chào anh gặp. Dạ. Em biết Nam Phương tới tìm em là có mục đích gì vậy ta? Thực ra mấy nay thì anh với vợ anh đi xem nhiều rồi. Dạ. Đang tìm một cái căn mà 3 phòng ngủ mà diện tích nó vừa thôi. Vừa. Đừng có lớn quá, khoảng tầm khoảng 85 đến 90 mét thôi. Thì anh có được bạn bè giới thiệu á, thì anh thấy dự án Westgate nằm ở vị trí cũng đẹp. Chủ tư An Gia thì anh thấy cũng có uy tín trên thị trường. Thì hôm nay anh có mặt ở nhà mẫu này thì em có thể hướng dẫn anh xem cái căn 85 m² đó. Dạ vâng, dạ tất nhiên là thì đối với các 3 phòng ngủ bên em á thì có hai loại tích là 85, 113. Nhưng mà em thấy nếu mà đối với gia đình của anh Phương á, tại vì mình cũng không phải là ba thế hệ mà mình chỉ có vợ chồng và hai bé thôi, thì em thấy là cái sản phẩm mà 85 m² là phù hợp với mình, với cả là giá cả nó cũng hợp lý hơn. Đây, anh xin giới thiệu với anh Phương, đây chính là căn 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 85 m² với diện tích thông thủy của mình là 79,75. Dạ, thì căn hộ này của mình á, mình sẽ được thiết kế rất là thông minh, với khu vực phòng khách của mình được thiết kế dày phòng một bên, cùng với đó là 3 phòng ngủ được thiết kế một bên để tạo được cái sự riêng tư khu vực phòng khách cũng như là các phòng ngủ còn lại. Và điểm đặc biệt hơn nữa là cả phòng khách và 3 phòng ngủ của mình đều có cửa sổ lớn và view rất là thông thoáng. Phương thấy thiết kế như thế nào chưa? Anh thì anh nhìn vô bản vẽ thì thấy nó thiết kế nó hay, bên cạnh cái hai phòng ngủ này mà. Dạ. Nó đều cái hướng ra ngoài có cửa sổ. Dạ đúng rồi. Đó, em nghĩ chắc căn này rất là thoáng, thì để cho anh xem thực tế thì em dẫn anh vô thực tế liền đi. Dạ vâng, tất nhiên rồi. Dạ vâng, tất nhiên anh Phương. Thì đây chính là cái nhà mẫu của căn 85 của mình. Thì trước khi mà mình bước vào á, thì chủ đầu tư của mình sẽ làm giao cho mình là cửa sắt lõi thép của thương hiệu Galaxy, cùng với đó là mắt thần. Thêm vào nữa là hệ thống khóa cửa của mình sẽ đến từ thương hiệu Yeo của Mỹ, một thương hiệu rất là nổi tiếng, gồm có 4 chức năng. Thứ nhất là thẻ, thứ hai là mật mã, và thứ ba là khóa cơ, cùng với đó là mình sẽ tích hợp thêm hệ thống Bluetooth nữa, là sau khi mà mình về tới căn hộ của mình chỉ việc mở điện thoại ra, nhập mật mã các thứ là cửa của mình sẽ tự động mở. Anh Phương thấy có hiện đại không? Tại sao mày bàn giao thì là cái cửa cái này là giống nguyên trang như vậy luôn đúng không? Dạ đúng rồi, cái hệ thống cửa của mình đó thì mình được thiết kế như thế nào, là nhà mẫu á, thì mình sẽ bàn giao y hệt như vậy luôn. Ok thôi, bây giờ thôi đi. Dạ rồi, em sẽ mời anh Phương và mình trải nghiệm cái không gian nhà mẫu 85 m². Wow, 85 m², anh cảm giác căn này thiết kế nó rất là rộng ha. Dạ đúng rồi anh Phương, mặc dù với diện tích 85 m² nhưng mà chủ đầu tư với cái thiết kế thông minh, mình dẹp hết các phòng ngủ qua bên, cùng với đó là cái khu vực lưu gia của mình diện tích sẽ hẹp lại để tăng được cái phần diện tích phòng khách cho mình, để sẽ là cái nơi mà gia đình mình sau cái ngày làm việc mệt mỏi, mình quây quần bên nhau, bên bàn ăn, bên phòng khách xem những cái bộ phim hay, thoải mái thư giãn cùng với nhau, thì đây là cái nơi tuyệt vời nhất. Đó. Cái phòng khách này là ví dụ khi mà bàn giao á, thì độ cao của từ sàn á, lên trần nó bằng những mét dần. Thì đối với căn 85 này của mình á, thì mình sẽ được bàn giao là cái độ cao từ sàn tới trần của mình sẽ là 2m9. Sẽ cao hơn khoảng 0,1m so với cái độ cao như là căn hộ bình thường là 2m8. Cùng với đó từ sàn tới sàn của mình sẽ là 2m2 là 2m9 là dựng xuống là cao đúng không? Vậy đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng anh, nhưng mà về cái mặt bằng cao của mình á thì là trời sẽ không có trong cái gói cấu trúc cơ bản. Nhưng mà đối với các dự án trước của chủ đầu tư đã đánh giá từ River Panorama đến Sky 89 thì chủ đầu tư cũng rất là anh hải khi mẫu đưa ra khách hàng luôn cái tầng thật cao. Là sau này là khi bàn giao có trình thật cao này có những cái đèn nhỏ nó dạ là mình sẽ có trình thật cao nhưng mà sẽ không có thiết kế đèn như thế này. Đây là phía bên chủ đầu tư sẽ thiết kế những đèn con cho mình, gợi ý cho mình để nếu mà sau này mình có ý định được thiết kế theo phong cách của căn hộ 85 nhà mẫu thì bên đầu tư hỗ trợ cho mình liên kết với bên cái đơn vị thiết kế để có thể hỗ trợ cho mình thiết kế căn hộ mình ưng ý nhất. Ok, anh có thể ngồi đây xíu không? Dạ, anh cảm nhận cái phong cách này sau này căn nhà của anh. Dạ, dạ đúng rồi anh Phương. Ừ. Anh Phương có cảm nhận đây chính là cái khu vực mà sau khi anh Phương đi làm về mình ngồi đây mình nghỉ ngơi, mình thư giãn. Anh thấy ngồi này cảm giác rất dạ, dạ đúng anh Phương. Nhưng mà không những thế nữa, khu vực này của mình sẽ là có cửa lùa hai cánh đón nắng đón gió, cùng với đó là phân thử nghĩ nha. Khu vực ban công của mình khá là rộng, mình có thể xếp được một bộ trà chiều ở đây, và một buổi chiều hoặc buổi tối mình đi làm về mình thư giãn cùng với gia đình, hoặc là mình đọc sách, mình nhâm nhi tách trà và mình ngắm xuống cái khu vực tiện ích phía dưới, thật sự có rất là thoải mái đúng không ạ? Nghe em nói thì anh nghĩ đến cảnh mà
cuối tuần hoặc là buổi chiều khi anh đi làm về á, anh có thể ngồi đây đọc sách nè, có thể ngồi đây uống vài chai với vợ và mình cảm giác rất là chill á. Thì đúng rồi, không, cái không gian sẽ rất là tuyệt vời. Ủa lại ví dụ một sau này bàn giao á thì mình bàn giao kính nhắm vậy là như thế nào anh? Cứ một cái đơn giản cái cây của mình là để giảm thiểu được cái giá thành cho kinh doanh của mình á, thì chúng tôi sẽ bàn giao cho mình là lan can sắt nhưng mà là sơn tĩnh điện nên à, cao 1m4 sẽ đảm bảo được về cái phần chống thiệt hại cũng như là khi nắng gió của mình rất là tốt. Ủa còn cái cửa ngay chỗ này như nào ta, nó không dạ, kính hay sao? Dạ đúng, cái cửa này của mình sẽ là cửa kính và là cửa lùa hai cánh, là sẽ rất là thoáng khi mở cửa ra đón nắng gió rất là tốt luôn. Dạ. Cùng với căn 85 này là nó nằm ngay vị trí căn gốc hay là nó dạ, dạ đúng rồi. Đối với các căn 85 của dự án Westgate của mình là đều nằm tại các vị trí góc và rất là đẹp luôn, hai view đó thanh đón gió cực kỳ tốt. Ok vậy à, em sẽ chọn cho anh là căn nào là căn gốc view hồ bơi hướng đông nam. Dạ thì có hướng đông nữa nó dạ thích. Dạ đúng rồi anh, tại vì cái cảm giác đối với khách hàng trước của em thôi, họ cũng rất là thích cái view hồ bơi, tại vì khi mà ngồi ở tại nhà của mình ngắm cái hồ bơi, thêm mình nữa là cái khí tự nhiên từ hồ bơi của mình, từ hà cây xanh, nó sẽ đưa lên, thì thật sự đối với mình là cái sinh khí trong ăn hộ của mình rất là tốt. Okay. Yeah. Yeah. Nói thì chắc chắn anh đã đến đây rồi, nghe em nói tư vấn như vậy nữa chắc chắn không thể nào không mua được. Dạ không, với thêm mình nữa em sẽ giới thiệu anh mình nữa, đó chính là sàn của mình sẽ là sàn block là gặp granite 60-60. Cùng với đó tường của mình sẽ là tường bê tông sơn nước hai lớp, đấy là thương hiệu Lotus, đều là những thương hiệu có tiếng trong cái lĩnh vực mà nội thất cũng như xây dựng hết. Okay. Có nghĩa là mấy cái vật những chi tiết này không có luôn, chỉ là sơn nước là đúng không? Đúng, tất cả cái này sẽ là để con chủ đầu tư để gợi ý cho mình á, gợi ý được cái thiết kế của mình. Okay. Thôi bây giờ dẫn anh đi vô coi phòng ngủ đi. Dạ vâng, thì trước hết mình sẽ tới là khu vực phòng ngủ. Và phòng của mình sẽ bàn ghế ở sàn gỗ nha, rất là sang trọng. Y chang như vậy luôn đúng không? Dạ đúng rồi, sàn sàn mình giờ y chang như vậy luôn, rất là sang trọng và ấm cúng. Cùng với các phòng của căn hộ của mình, cùng với đó là cửa sổ của mình. Tôi thấy cửa kính ở quen. Đó là từ cũ thương hiệu gì ta? Dạ đúng rồi, đây chính là cái cửa kính của thương hiệu đấy, thương hiệu là BM Window, một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng tại cái thị trường hiện nay của mình. Với cái chức năng của nó là gần như sẽ cắt âm, cắt nhiệt hoàn toàn 80%. Như tôi có thể theo quan sát là phía bên kia là đang có công trình thi công khá là ồn ào khi mà mình mở cửa ra, nhưng mà khi mình chỉ cần đóng cửa lại gần như là mình không còn nghe thấy gì hết, cắt âm cắt nhiệt 80% rất là tốt. Thấy phòng ngủ mà có cửa sổ là anh thích rồi. Dạ đúng rồi, cửa sổ thì căn cái phòng ngủ mình lúc nào cũng thoáng hơn, có cả là cái sinh khí cũng tốt hơn. Cùng với đó là cửa sổ mình đều là cửa sổ lớn hết, bao trọn view cho mình. Ủa về cái dụng bàn giao lại thì mình không biết là mình có bàn giao những cái giường nhỏ như thế nào. À riêng chỉ riêng trong cái đợt này thôi anh Phương, thì chủ đầu tư là có hỗ trợ cho mình thêm là một gói khách cao cấp, thì sẽ bao gồm cho mình là giường luôn nè. Okay. Cùng với đó là tủ đầu giường, thêm vào đó là một tủ quần áo âm tường nữa, thì gần như cái thiết bị nội thất bên trong phòng ngủ của mình á là mình được bàn giao full, gần là full hoàn toàn. Mình chỉ khi mình dọn vào á, mình chỉ cần trang bị thêm trang thiết bị như là tivi nè, tủ lạnh và các thiết bị điện á, là gần như là căn hộ của mình đã full nội thất hoàn toàn. Đây là cái phòng ngủ này đúng, với cả là em thấy đối với căn 85 này phòng ngủ như vậy là rất là khoảng. Anh thì hiện tại chỉ là mới có một bé gái rồi, chắc xem phòng này chắc anh phải kêu của vợ làm thêm bé trai nữa. Thế thì có tuyệt vời, một vợ một chồng, hai bé nhỏ, một cha một cái, nó còn gì mạnh đúng không anh Phương? Ok, giờ coi cái phòng này. Được không? Tiếp đến thì em xin giới thiệu anh Phương cũng là cái phòng ngủ chính mà anh ơi mình của mình ở luôn. Ở đây phòng master đúng không? Đây chính là không gian phòng master của mình, khá là ấm cúng. Dạ, và đây cái phòng mình cũng nằm ở ngay cái vị trí góc luôn. Nên cái view thứ nhất sẽ là view full size, cũng như là bao mình... À, anh Phương chọn view của mình là view hồ bơi đúng không? Đúng, đúng. Thì đấy, thì khi mà thật sự luôn, mình chỉ có việc là mình làm trên này, mình
ngay phía giữa thì mình nhìn xuống bên dưới, thứ nhất là hồ bơi, thứ hai là cái hệ thống cây xanh của khu tư, đợt này thiết kế rất là đẹp. Theo chuẩn phong cách resort, mình sẽ có các hàng cây dừa, cây cỏ, cùng với đó thì là sinh khí đến từ hồ bơi, rất là tuyệt vời đó. Ở lại cái phòng này anh chưa thấy à, tủ quần áo mình sẽ làm âm tường phía bên kia và là mình sẽ được tặng tủ quần áo nha anh Phương. Đâu, dạ, ở đây. Dạ, sao anh làm cái khu vực tủ của mình ở đây như thế này? Dạ đúng, khu vực tủ của mình sẽ được đặt âm tường vô. Rất là tiện, ba mình sẽ cần tích và thiết kế còn sang trọng. Là khi bàn giao là bàn giao tổng còn những cái vật dụng này là mình có không ạ? Dạ đúng à, chủ đầu tư sẽ bàn giao cho mình là tủ thôi, chứ mấy vật dụng này thì mình muốn thì mình decor thêm. Dạ. Thêm và nữa là giường của mình cũng sẽ được tặng trong gói thất lần này luôn. Giường và tủ đồ giường. Có mấy cái nệm ra này không lại? À dạ không, chủ đầu tư sẽ bàn giao cho mình là giường MFC chống ẩm của An Cường luôn. Và đều là những cái thương hiệu của cái nội thất này thực sự là nó là em phải biết hết nên là anh Phương yên tâm về cái vấn đề đấy. Anh nghĩ cái thiết kế này là đúng gu của bạn rồi. Dạ. Thật sự em thấy nó khá là ấm cúng anh Phương. Khi mà mình về mình nghĩ ở đây cũng vợ mình làm. Ôi, quan tâm gì bằng nữa. Tiếp đến thì đây chính là cái khu vực mà phòng toilet của phòng master của mình. Vâng, cái nhà vệ sinh thì khi bàn giao là mình có đầy đủ tất cả như là cái kính này rồi bồn rửa đầy đủ hết. Dạ đúng rồi. Y chang như vậy. Dạ đúng rồi. Thêm vào nữa là full 7 bộ thiết bị nội thiết bị vệ sinh của mình á là đều đến từ Hubler hết, là một thương hiệu nổi tiếng của Đức. Và khi mà mình đã sử dụng và biết thương hiệu Hubler thật sự rất là bền và rất là hiện đại luôn ạ. Thương hiệu Hubler thì anh yên tâm rồi, cái này là quá nổi tiếng trên thị trường rồi. Dạ đúng rồi, nó thương hiệu Apple thật sự là nổi tiếng trên cả thế giới chứ không riêng gì thị trường Việt Nam đó anh Phương. Ok. Nhìn nó sang quá ha. Dạ, và cùng với đó anh Phương để ý một xíu nha. Là cái khu vực mà tắm của mình á, mình sẽ được thiết kế là thấp hơn xíu so với khu vực bên ngoài vệ sinh của mình. Sẽ giúp cho cái vấn đề là khi mình tắm rửa nước sẽ không bị tràn ngược ra, là mấy cái vệ sinh cũng như là giữ được cái sạch sẽ cho khu vực phía bên ngoài của mình. Ok, hợp lý. Dạ. Như vậy anh đã phải dọn dẹp. Dạ đúng rồi anh Phương, và thật sự đây là một cái điểm mà rất là tinh tế. Theo chỉ theo đánh giá được của đầu tư An Gia được là rất là tinh tế. Khi mà để ý đến từng ly từng tí. Dạ. Anh hay bị vợ anh chửi mấy cái vụ này lắm. Dạ đúng rồi anh Phương, với cả các căn hộ khác cũng vậy, thường nếu mà tắm rửa xong nước nó bắn ra thật sự rất là khó chịu. Ok. Dạ. Tiếp đến là cái của mình là cái phòng ngủ của mình. Phòng ngủ thứ ba này. Phòng thứ ba. Và hiện tại giống như Phương nói là mình mới có một bé thôi. Thì các em thấy cái phòng này hiện tại đang để coi để làm cái phòng làm việc cho mình á, thì đây em thấy cái này có một cái ý tưởng rất là tốt. Phòng ngủ thứ ba cũng có cửa sổ luôn hay là? Dạ đúng rồi, và cửa sổ hay lớn rồi. Và phòng ngủ là phòng ngủ của mình thì cũng có cửa sổ lớn, đều có view và rất thông thoáng hết. Không phòng nào bị bí hết. Do phòng ngủ này chắc sau này anh với vợ anh người ngủ phòng á, vì cái này thiết kế không gian làm việc thích quá. Dạ đúng. Nếu mà thật sự ngoài nếu mà không gian làm việc của mình không có thiết kế như vậy không, mình có thể một số khách hàng của em á lần trước cũng có gợi ý là có thể làm cái phòng chiếu phim mini cinema ở nhà để cuối tuần hoặc là những thời gian mình rảnh rỗi mình cùng vợ cùng con mình làm tại đây, mình thư giãn, mình trải nghiệm những bộ phim hay cùng với gia đình. Hay chỗ này thiết kế này có giá trị. Dạ đúng. Ngồi đây mệt mỏi ngồi nghỉ đúng không, mình làm thư giãn thích tập. Thật sự là đối với không gian mà 85m² mà chủ đầu tư thiết kế của mình được như vậy sự quá thông minh và quá tuyệt vời. Ủa bàn giao mình có những cái kệ này không lại? À cái phần này phần để con đầu tư nha, nhưng mà phòng thứ ba của mình vẫn được tặng là một giường, một tủ đầu giường. Ừ. Cùng với đó là tủ quần áo, gần như là khu nội thất lần này tặng hết rồi. Thiết kế tương đối tuyệt vời. Dạ. Cùng với đó, khu vực này sẽ là khu vực lô gia của mình. Và cái khu vực này cũng là cái khu vực chính để đón nắng, đón gió và cho khu vực khách của mình tạo ra một cái hành lang sinh khí từ khu vực lô gia và phòng khách và đi ra từ lô gia và phòng khách và đi ra ban công. Ủa bàn giao ngay cái chỗ này là mình kính giờ cái này hay là mình
sử dụng lan can như ở ngoài ban công ta? Là mình cũng sử dụng lan can sắt sẽ tự điện cao mét 4 luôn. Thì như vậy cái khả năng đón gió của mình nó mới tốt được. Chứ nếu mà mình đề con để như vậy nó khá là bí đối với căn hộ của mình. Thì có nghĩa là không có cái này đúng không? Thì đúng rồi anh. Có cái kệ này không ta? Cái kệ này cũng không có, kệ này cứ được để con thôi mà. Nhưng mà theo Phương thì em phải tặng anh Phương cái kệ như thế này. Đó, em cứ tặng anh lấy thôi thì anh dễ tính rồi. Thì tiếp đến là mình vào mình xem khu vực toilet chính. Để mình coi. Cái khu toilet chính của mình là kế nào thì đầu tiên mình sẽ bàn nhà bị hẹp như vậy thôi. Cùng với đó là khuôn bởi thiết bị là phòng vệ sinh đều có thác lên hết. Hiểu hơn. Thế là sau này vấn đề mà mình sử dụng nó cũng tăng được cái tính bền cho mình, cũng như là cái tính nó thể dụng của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cái này nó thiết kế rất là hay là nó chia được cái không gian của khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh với lại cái bồn rửa này nữa. Dạ đúng. Ủa lại khi mà bàn giao là cái tường nhà vệ sinh là nó cũng lót gạch giống y chang như vậy luôn đúng không? Đúng. Cái khu vực phòng vệ sinh của mình thì thiết kế như nào thì tư bàn giao y như vậy cho mình luôn. Nên tôi yên tâm về vấn đề đấy. Khá là sạch sẽ. Thì nó cũng đỡ thiệt hại đúng không ạ? Sau này là bàn giao cái màu giống như vậy luôn. Đúng rồi, sẽ bàn giao y dịch màu như vậy luôn. Cùng với đó là mình sẽ bàn giao thêm là cái định từ 3 vùng. Cùng với đó là máy hút mùi, nên thương hiệu có hát lơ luôn. Có nghĩa là khi bàn giao là mình sẽ có tầng bếp trên nè, được của dưới, đúng là máy hút, bếp từ dưới mặt đá này. Chỉ là không có cái lò nướng này thôi đúng không? Vậy đúng. Cái phần lò nướng này mình sẽ không có bàn giao cho các bạn khắp lần này. Rồi còn có thêm bồn rửa đó đúng không? Đúng, cái bồn rửa vòi của mình cũng là từ thương hiệu Hapler luôn. Và thêm vào đấy là mình sẽ có hệ thống xử lý nước ngay tại khu vực vòi nước của mình là đến từ Singapore luôn. Nên là về cái vấn đề mà vệ sinh thực phẩm của mình á, khá là tốt, đảm bảo được sức khỏe cho mình. Thấy cái này nó hay quá ha. Dạ, mình dễ dàng lau chùi đúng rồi. Dạ, thêm vào nữa cái phần bếp của mình á, thì cái âm xuống nên là khi mình nấu cái thứ á, mình lau chùi, mình dọn dẹp xuống cũng dễ hơn rất là nhiều, tiện rất là nhiều. Ủa, đây cái này là mình có hệ thống nước nóng lạnh luôn đúng không? Dạ đúng anh. Cái này là của Hapler nên là mình sẽ có hệ thống nước nóng lạnh luôn. Để khi nào ví dụ mình lạnh tay quá thì mình rửa nước ấm nó sạch sẽ hơn. Ừ. Rất là tiện ạ. Ủa ngoài ra thì mình nước ở đây đó mình có thể sử dụng tay vòi được không ta? Uống tay vòi luôn á. Dạ đúng rồi. Dạ đúng, chủ đầu tư hôm bữa giới thiệu cho mình á là tại vì có hệ thống bằng nước tại Singapore á nên là mình có thể uống tay vòi luôn. Đây là một cái điểm cộng rất lớn so với các dự án khác. Tại vì đối với một số dự án là bàn giao trước ở 2015-2016 thì sẽ xảy ra cái tình trạng là nguồn nước của mình sẽ rất bị đục bèn. Và sau đó là cư dân tập những cái khuyến nghị hay nhau chủ đầu tư để cải thiện lại. Nhưng mà hiện tại là tại khu vực hồi nữa của mình là mình có luôn cái hệ thống của Singapore, hệ thống của Singapore nên đánh mất tình trạng này. Quá là tốt. Anh đỡ phải nấu nước với lại order nước ở ngoài nữa. Ủa ngoài ra thì cái bàn ăn mình có không ạ? Dạ các bạn ăn này chủ tư này coi cho mình. Theo cái thiết kế là full moon là đều thiết kế hình tròn hết như hình này. À mình quên nữa, ngoài ra mình khi mà bàn giao cái căn 85 mét đó có máy lạnh. À về cái phần máy lạnh thì đợt này chủ tư sẽ không bàn giao cho mình. Nhưng mà bù lại mình sẽ có cái hệ thống Vinocon, AVTC hoặc là Hemlip. Và đây cũng là đều những hệ thống đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Và khi bạn bè mình tới, bạn bè mình chỉ có việc là mua thang máy, ấn lên hai tầng này và mình chấp nhận thì bạn mình sẽ lên trực tiếp tới tầng của mình luôn để đảm bảo cái vấn đề an ninh của mình.
thì cái căn 85 mét vuông thì bây giờ giá nó tầm khoảng bao nhiêu? Giá căn 85 mét vuông của mình hiện tại đang dao động giá lưu VAT phí bảo trì nó sẽ rơi vào khoảng là 3.7-3.8 tùy từng căn và tùy vị trí. Nhưng mà tuy nhiên là em có nói mình á, tại vì tại chúng tôi đang tính toán rất là tốt khi mà mình chỉ việc là căn khoảng 15% khoảng là 6.20-6.50 thôi, thì là phần còn lại chúng tôi sẽ hỗ trợ cho mình là anh hàng cả gốc nè và lãi đến khi mình nhận nhà luôn, rồi mình đã bắt đầu tham gia tiếp. Nên là cái dòng thì nó rất là tốt trong đợt này. Và ngoài ra nữa, mình có thêm chính sách là hỗ trợ cho khách hàng là 18% cái giá trị thanh toán đợt đầu của mình. 18%? Dạ đúng. Và nếu như mà mình thanh toán nhanh 50% đi, thì mình sẽ chiết khấu nhất là 9%, thứ hai là thêm 3% nữa thanh toán nhanh là 12%, và cộng thêm các phần ưu đãi khác nữa thì có thể lên đến 15.6% nữa. Không, bây giờ em tính rằng sau trừ hết chiết khấu còn đến bao nhiêu tiền? Dạ, đối với căn 85 nha, thì nếu mà mình trừ hết tất cả chiết khấu thì đâu đó căn 85 của mình giá chơi về là 3.5 triệu, thì sau khi mà luôn VAT trừ chiết khấu của mình chỉ còn khoảng là 3.250 ha. Và thì thôi bây giờ mình ra mình coi cái mặt bằng đi, em chọn ra một cái hướng mình đang điều về căn góc. Dạ ok anh Phương luôn, bây giờ mời anh Phương ra khu vực sa bàn để em tư vấn cho mình để mình chọn căn ưng nhất nha anh Phương. Ok, dạ anh Trần, chắc là phải mua chứ mua quá giả.